Xưa quý vị nhớ ngày Năm Tế đến học thiền ngày Hoàng Bá được cái gì? Được cái gì? Được ba gậy, phải không? Cuối cùng ngày ngày đó Phật pháp Hoàng Bá không có gì. Còn giờ mình học thôi, năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, thích lắm. Học được hiểu thiền thích lắm, phải không? Mình lấy cái gì để học? Cái lỗ tai này để học. Lỗ tai này là gì? Là cắn, phải không? Âm thanh đó là gì? Là trận. Rồi hiểu được là gì? Thức. Vậy là chúng ta sống trong căn trần thức. Mà Phật nói căn trần thức là hư dối không thật. Mình lấy cái hư dối không thật để mình học Phật, làm sao mình học? Phải không? Học Phật là học cái chân thật. Còn mà bây giờ mình lấy cái không chân thật để mình học Phật, như vậy là cuối cùng của gì? Cái kết quả của mình là gì? Nhân không chân thật thì... Cho nên thì nói thẳng, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật là lấy cái nhân chân thật để đi đến cái quả chân thật, đó là cái chính.
nay tôi có một đề tài gần như chuyên đề để trao đổi với đại chúng. Rồi thôi tôi không có đến nữa nghe. Nhiều đó là đủ, tôi đã gọi là tôi đến già, đến chết chưa xong nữa. Thì xin hỏi đại chúng nè, cuộc đời quý cái gì nhất? Thế gian người ta quý cái gì nhất? Hả? Cái gì? Thân gì em? Thân hả? Đúng, chính xác. Tôi trả lời đó là quá chính xác luôn. Còn người tu mình, cái gì là quý nhất? Hả? Tâm. Cái tâm thì xa quá, phải trí tuệ. Trí tuệ thì nghiệp á, phải không? Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Còn người ta lấy lọc cái thân làm sự nghiệp. Cho nên hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho đại chúng một cái đề tài mà người con Phật chúng ta phải lưu ý. Căn thân là tính cha biết mẹ chúng ta nên hình phân tạng trong hài cùng nhau
mình có phát sanh nhỉ? Có không? Có không nè? Có. Ở đâu? Chấp cho là thật thì thấy cái này thì có rõ ràng đó. Lấy trăm hạnh, trăm tạng, trăm hài, lấy tinh cha, quyết mẹ, cho là thật, có rõ ràng, dỗ mình phân ra. Phải không? Cho nên á, nói quên mất pháp thân thì mình thấy pháp thân mà quên. Cái đó là cái điều tôi nói là cái nhìn, cái nhận thức, cái quan niệm tùy theo nghiệp. Mình quan niệm theo thế gian là quan niệm cái thân này là thật, là mình chứ không ai. Nhưng mà thế giới đạo Phật thì không phải vậy thưa quý vị. Cho nên người ta sợ đạo Phật lắm. Thì đụng đến đạo Phật đó, không có phải mình. Từ cái thể chất cho đến tinh thần này không phải mình. Điều đó nó trái với bình thường quá. Hay là không nói là ngược đời. Phải không? Ngược đời. Đời người ta có thân mình nói không thân. Đời người ta nói tâm thật của mình nói là tâm là giả. Đời người ta nó nói cảnh này là thường mà mình nói là vô thường. Cái gì không ngược đời cho được. Nhưng mà nếu mà thuận theo đời thì vui hay là khổ, cái nào nhiều hơn? Thuận theo đời mà sao khổ nhiều hơn? Tại mình thuận theo nó phải mà. Bây giờ nói cái thân này không thật á, bây giờ mình ra đường, mình đứng ở giữa đường nè, đứng ngay chỗ dục của mình nè, dỗ ngực đi. Mình nói thân này không thật, có ai chấp nhận không? 10 người đi qua, 20 người đi qua, 50 người đi qua, họ có tin lời mình nói là thân này không thật không? Tin không? Đó, vậy mình nói cái điều đó nó phi lý. Tại sao mình vô chùa, mình vô chùa chi? Vì mình tin điều đó thật, nó đúng, thân không thật. Nhưng mà sao không thật là sao? Tại vì nó cái mê, cái tỉnh nó khác nhau một trời một vực. Những điều mà người ta thông thường nhất, cái thân là quý nhất, thì mình lại nói cái thân là không biết. Cho nên hôm nay tôi đi sâu vào cái vấn đề này qua một cái phẩm của kinh Di Ma Cập. Ông Di Ma Cập là một cư sĩ cùng thời với Phật, nhưng mà cái sống của ông không sống bằng nghiệp thức mà sống bằng trí tuệ. Cũng sống trong cuộc đời này, cũng có vợ, có sự nghiệp, có con, có tôi tớ, có đủ đầy đủ hết. Nhưng mà cái nhìn của ông nó không phải nhìn theo thế gian, mà nhìn theo Phật, nhìn theo trí tuệ của Phật. Cho nên đọc qua mình thấy nó chua chát, nó mỉa mai thì sao, nó gọi là nó trái ngược với cái thường tình sao. Nếu mình nhìn theo cái nhìn này thì chắc là mình không biết chán đời cỡ nào. Bây giờ tôi thông qua cái đó để cho quý vị thấy cái sự sâu sắc của đạo Phật chúng ta. Thì khi ông bệnh đó, thì nhiều người đến thăm lắm. Cho nên ông nhân cái lúc bệnh, ông mới nói những cái lời như thế này: này các nhân giả, cái quyển thân này thật là vô thường, nó không có sức mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại, không thể tin cậy. Đó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Này các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Nếu xét cho kỹ thì cái thân này là như tấm bọt, không thể cầm nắm. Thân này như bóng nổi, không thể còn lâu. Thân này như ánh nắng dợn giữa đồng,
do lòng khác ái mà sanh. Thân này như cây chuối không bền chắc, thân này như đồ quyển thuật, thân do nơi điên đảo mà ra, thân này như cảnh chiêm bao do hư vọng mà thấy có, thân này như bóng của mình do nghiệp duyên hiện, thân này như gian của tiếp do nhân duyên thành, thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất mau lẹ, điện điện không dừng, thân này không chủ như là đất, thân này không có ta như là lửa, thân này không có trường thọ như là gió, thân này không có nhân như là nước, thân này không có thật của tứ đại giả hợp mà thành, thân này vốn không nếu lìa ngã và ngã sở, thân này vô tri như cây cỏ ngói đá, thân này không có làm ra do gió nghiệp thổi lai, thân này là bất tịnh chứa đầy thứ nhơ bẩn, thân này là giả dối dầu có tắm rửa ăn mặc tử tế rốt cuộc cũng tan rã, thân này là tan hoại vì đủ thứ bệnh hoạn khổ não, thân này như dép khô trên gò vì nó bị sự già yếu ép nhặt, thân này không có chắc chắn vì thế nào rồi nó phải chết, thân này như rắn độc như kẻ cướp như chốn tụ vì do ấm giới nhập và hợp thành. Các nhân giả hãy nên nhàm chán cái thân này với tham tiếc nó, phải nên ưa muốn thân Phật vì sao? Thân Phật là pháp thân do vô lượng trí tuệ, sanh do giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến, sanh do từ bi hỷ xả sanh, do bố thí trì giới dẫn nhục chú vào và trần hành tinh tấn thiền định giải thoát tam muội đa văn trí tuệ các bậc ba la mật, sanh do phương tiện sanh lục thân tam minh do 30 phẩm, vân vân và vân vân. Hồi nãy giờ tôi đọc cái gì nghe rõ thôi không? Nghe rõ chưa? Hay là tôi đọc lại lần nữa? Như vậy nếu quý vị nghe rõ, tôi hỏi một điều, quý vị tin hay không tin? Tiếu xìu. Vậy thành ra tu nó còn lọc hồng là phải. Dứt khoát là tin. Đây là cái nhìn, không phải là cái nhìn của riêng ông Di Ma Cập, mà cái nhìn của Phật, chư Phật, cái nhìn của chư Bồ Tát. Cho nên cái điều tiên lý muốn học được đạo Phật là phải tin điều này. Nhưng mà nhớ không có ép quý vị tin đâu. Bây giờ tôi phân tích từng câu để quý vị thấy được cái sự mà sự thật, cái nào là giả, cái nào là thật, cho quý vị thấy. Trước mắt Ngài nói thân này là cái quyển thân thật là vô thường, nó không có sức mạnh, không bền chắc, là vật mau hư hoại. Thân này là thường hay là vô thường? Chắc không? Thân này mau hư hoại hay lâu hư hoại? Chắc không? Ủa mà sao biết chắc ta? Cái đó mới dẫn đến lệ. Làm sao biết chắc? Chứ không phải là nghe gì. Tôi nói nha, học Phật có hai cái phần nha. Hiểu nó khác và thấy nó khác ta. Chứ bởi vì hiểu được thân này nó giả thì nó là một vấn đề khác, và thấy được thân giả là một vấn đề khác nữa. Quý vị hiểu được thân giả thì quý vị buông có 10% thôi, mà thấy được thân giả thì quý vị buông trên 50%. Nói vậy để quý vị thấy rằng trong đời sống tu Phật của mình, tu học Phật của chúng ta hàng ngày mình có còn nóng nảy không? Còn không? Như vậy là giả đầu tiên. Hàng ngày mình còn tham không? Như vậy là giả đầu tiên. Nó lòi cái đuôi ra đó. Nó cái đuôi rồi đó. Quên. Biện hộ. Thành ra cái mê nó cứ biện hộ hoài, rồi nó một tu hoài nó không có tiến bộ. Tôi nói sao, nếu mà mình trở lại cái thời Đức Phật, phải nghĩ rằng các vị mà tăng đoàn, chưa nói A-la-hán nha, tăng đoàn, ai mà chấp nhận vào tăng đoàn
thì hoàn toàn tài sản tư hữu của mình, những cái thói quen, những cái thụ hưởng của mình, những cái cá tính của mình đều giảm 50%. Và lãnh ba y và một cùng bác thôi. Điều này đúng không? Là một người tăng, một người ni trong thời đó thì tài sản có cái gì? Ba y bình bác thôi. Chưa nói là hồi xưa làm ông dương bà quyền quý gì đó, ngủ chăn yên niệm gắm. Nhưng mà bây giờ phải ngủ dưới gốc cây một đêm, một đêm thôi, không được hai đêm là bị phạm tội. Thì ngủ là mình đắm cái mình mến cái chỗ đó. Ồ, chỗ này nó che mưa che nắng đỡ quá ha. Như vậy là phạm luật, phải không? À, ngày ăn một bữa, nếu ngày đó mà sinh không được thì sao? Nói về kiếm gì ăn. Mình thì là vậy đó, phải không? À, ba ngày không có thì tối đục lục cái gì đó ăn dụng kiếm gì ăn. Còn ngày xưa phải nhịn đói cho đến ngày mai để đi sinh. Đúng không? Có nghĩa là thậm chí các ngài coi thường cái thân, coi thường những cái sở hữu của mình, coi thường những cái cá tính mình, coi thường những cái thụ hưởng của mình. Cho nên các ngài tu mau chứng đạo vì coi thường cái thân. Đó, cái lập cước mà học Phật đó là đại thừa tiểu thừa thì cũng phải xác nhận cái thân này là vô thường mau hư hoại. Mà điều này chúng ta không thể nào mà chỉ hiểu qua cái lý giải thôi. Chúng ta phải chiêm nghiệm, chúng ta phải thân chứng thì nó quá sâu. Có nghĩa là mình phải trải nghiệm bằng thiền quán. Bây giờ quý vị cứ nghĩ ngồi nó tư duy một vấn đề thôi. Phật nói vô thường, vì sao nó vô thường? Chiêm nghiệm cho sâu sắc cái thân này, cái chỗ nào là vô thường. Khoa học bây giờ họ đi tới rồi, họ đi tới mức vô thường. Họ biết rằng trong một giây thôi là cả triệu triệu tế bào phải chết, phải không? Có nghĩa là họ thấy mình đó, kết hợp bằng những nguyên tử, những cái tế bào đúng không? Nhưng mà nó luôn luôn biến chuyển, nó biến động, chứ nó không dừng chỗ. Đó, khoa học đã thấy được cái thực chất của thân rồi, nhưng mà họ chưa thấy được tâm đâu. Cái thể chất này là một cái hỗn hợp mà mình cứ cho là mình thôi. Cho nên mình giận nhau, mình buồn nhau, mình hờn nhau, mình ghét nhau, mình thương nhau, cũng tại lòng cái thân. Cái cuộc đời này mình có gì nữa đâu, chỉ có cái thân này thôi à. Chứ mình đâu có thấy pháp thân mình đâu, đâu có biết pháp thân mình ở đâu đâu, đúng không? Đúng chưa? Trong cuộc đời này chỉ có thân thôi. Giả tỷ bây giờ mình khổ ngoài đời cũng cái thân. Mình thấy khổ ngoài đời quá sinh vô tu. Ô ngoài đời tôi thấy chán quá, chồng có con rồi khổ não quá. Tôi thấy chưa vô chùa thanh thoát quá. Thấy như vậy thì nghe nó cũng có lý. Nhưng mà cũng vì cái gì? Vì cái thân. Cho nên vô tu mà cũng không biết là đồng ý là nó không đồng ý. Chúng ta phải nói là, tôi nói là học Phật chúng ta phải không phải là chuyện đùa, mà cái chuyện chúng ta phải thật thông chứng cái gì mà Phật nói, hay là những cái gì mình hiểu được qua lời Phật, để mình khai thác cái tại sao cái nhận thức sai lầm của mình từ nhiều đời nhiều kiếp là cái thân này là mình vậy. Cái đó là cái mà tôi nói đòi hỏi cái người học Phật chúng ta. Khi nào quý vị ngồi thiền lấy cái thân làm đề mục đi thì quý vị sẽ thấy nhiều vấn đề lắm. Giờ này để đến cái giai đoạn đó thì tôi nói thì bây giờ nó là vô thường mau hoại diệt à, tiếp đến. Cho nên mình đừng tin cậy hết. Nó là cái ổ chứa nhóm những thứ khổ não bệnh hoạn. Điều này tin không?
đói cũng khó chịu, nhức đầu cũng khó chịu, nó đau bụng cũng khó chịu, gì cũng khó chịu ấy. Phải nói là má cái thân này mình thấy nó phải nói là phiền phức á. Còn người đời thì không thấy cái đó, mà thấy được cái này sung sướng lắm. Khi nào bình an không có bệnh nó hạnh phúc lắm. Nhiều thấy là nó đang hành hạ mình, mình đang nô lệ cho nó, nô lệ từ cái miếng ăn, miếng ngủ, đủ thứ. Mình ngồi mình thiền quán mình sẽ thấy nó chi tiết lắm. Cái nô lệ của mình hoàn toàn mất hẳn mình. Mất hẳn cái gì gọi là mình đó. Mình chỉ biết nó thôi, mà cho lấy nó là mình. Cho nên mình bị biến, bị đồng quá, bị hòa nhập, hòa tan. Người ta ra lời mắt qua mắt lợi lăn lùng trùng trùng vậy đó, vẫn là mình thôi chứ không ai, phải không? Chứ không bao giờ mình quên nó được đó. Cho nên cái lầm đó là cái lầm lớn nhất của mình, cái vô minh lớn nhất của mình là cho cái thân này là mình. Cho nên đừng có tin cậy nữa. Nó là cái ổ phiền não, ổ bệnh hoạn. Cái thân này có bao nhiêu bệnh nha? Vô số, trăm nó là ít không á. Một thứ, một đại á, là cả trăm rồi. Bốn đại là bao nhiêu? Rồi nay giờ đừng nói chi, cứ ra căn cứ lên lợi tiệm thuốc tây và điếm thuốc mà biết rồi. Phải không? Bây giờ thuốc bao nhiêu tên? Các nghe tới là muốn nghe thứ bệnh. Như vậy là rõ ràng là mình nuôi một cái gì? Một ổ bệnh. Mà hãy bệnh là có phiền não nè, thấy không? Chưa nói phiền não bên ngoài, mà nói phiền não bên mình thôi. Nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi tho, cháo gì? Cháo ăn không no, cơm chất lát. Đó, cho nên phải quan sát, phải quan sát về nó rất là nhiều, mình mới sáng được. Quý vị học Phật mà không có quan sát cái thân này, quý vị không bao giờ sáng được. Tôi nói thật, không bao giờ khai thác được cái sâu, cái màu nhiệm, cái hay, cái tuyệt vời của đạo Phật, không bao giờ. Tôi nói thẳng vậy, vì không phát hiện cái điều tiên quyết nhất là thấy được cái thực chất của thân này thì quý vị không bao giờ bước vào cửa đạo được đâu. Dầu mình cũng giữ giới, dầu mình cũng tu hành đàng hoàng, dầu mình cũng học Phật pháp đàng hoàng, nhưng mà không bao giờ bước vào cửa đạo được. Cho nên ngũ tổ nói một câu, nói là học đạo mà không thấy tánh là học đạo vô ích, đúng chưa? Có cái câu này trong pháp bảo đàng không? Tiếp, các nhân giả, người có trí sáng suốt không bao giờ nương cậy nó, nhớ. Từ đây về sau, mình không nương cậy nó, nhưng mà không phải hủy hoại nó. Đối với đạo Phật không có hủy hoại thân. Chỉ cần cái là mình nhận thức đúng nó thôi, đúng bản chất nó thôi. Cái quan trọng nhất là nhận thức đúng cái bản chất đó, thì mình sẽ vượt qua hết khổ này. Trí tuệ mình sẽ sáng suốt. Nếu xét cho kỹ, cái thân này như đóng bọn không thể cầm nắm. Những cái từ như vậy mình thấy nó giống như là trừu tượng. Bắt mình phải tưởng tượng cái thân này như bọn bóng. Không phải. Không phải bắt mình phải giống như nhồi sọ. Không phải đâu. Quý vị, tại vì mình cứ lầm chắc cái giả cho là thật, nó quen quá rồi, cho nên không có tin cái thân này nó là bột phấn. Còn sư ông nói thân này là gì ta? Thân này là mỏng. Chẳng lẽ giờ sư ông ngồi tưởng tượng thân này là mỏng hả? Phải vậy không? Không phải, thấy bằng trí. Phải không? Thấy bằng trí.
đời của tôi thân này là gì? Chỉ thân tướng khối, và không phải tưởng tượng là khối nha, thấy nó cái bản chất nó, nó rất là mỏng manh như là tàn khối. Các bạn có rồi nó sẽ không. Bây giờ hỏi các vị mà lớn tuổi này, có người 50, 70, 80 nhân dân, thời gian 7, 80 năm như đó, đối với vị bây giờ nhìn lại coi nó mau không? Còn nữa không? Còn mấy chục năm nữa? Thấy không? Mình không có bảo đảm được nữa. Chính bản thân của mình là mình đó, mà mình không bảo đảm được mình còn mấy chục năm nữa, không bảo đảm. Cái gì rõ ràng, cái bản chất đó là không bảo đảm rồi. Nhưng mà lâu nay mình không để ý đó, mình nghĩ cứ ngày sống ngày nào đỡ ngày đó. Sống ngày nào hay ngày đó. Chứ mình không thấy cái sự cấp bách. Mình nên nhớ là một điều là mình gắn thân này trong cái hơi thở thôi, phải không? Nó không biết mấy tuổi hay là nó không biết là bao nhiêu tuổi, là mình nín thở một cái, tai nạn một cái, là đùng một cái là mình không biết đi đâu. Cái chỗ mà không biết đi đâu, cái chỗ đó, chính cái chỗ đó mà người ta phải tu. Không biết đi đâu hết. Vừa rồi ở bên chùa chúng tôi, thì dưới cái chùa lớn có một anh Phật tử tội nghiệp nghèo, ba đứa con trai, hai đứa lớn thì từng là ông bị, đứa nhỏ năm nay 17 tuổi. Hai con lớn buồn lắm, trai cũng đẹp trai, thấy nó đang có cái sức sống, biết lo bản thân, biết lo gia đình, cha mẹ vui. Đùng một cái, alo ba ơi, Quốc bị tai nạn rồi. Rồi xin thầy trụ trì cho con phép về để con sao. Rồi tức tốc lấy xe về, đi giữa đường, alo Quốc chết rồi ba, mới 17 tuổi hả? Cho nên vô thường nó đến với mình, nó có hẹn tuổi không? Hay mình vô thường nó đến với cái thân này, nó có hẹn tuổi không? Mình không nói là bao giờ mình chết thế là chuyện, phải không? Cho nên đó tạm, rất là tạm bỡ, phải không? Nó không có chắc ăn đâu. Cho nên đừng có tin nó là chắc mình sống dài năm nữa tu cũng đỡ đỡ nha. Có tin là mình sống vài năm nữa không? Không chắc đâu, phải không? Chưa chắc đâu. Cho nên luôn luôn phải quan sát sâu về nó, lấy cái đề mục nó làm một cái rèn luyện trí mình hàng ngày, thì mình sẽ tiến đạo nguyên thân. Còn bằng không thì ngày qua ngày, rồi đến nơi giờ mà đến giờ mà nó đau bệnh, nó nằm xuống rồi rên rồi la rồi hét rồi quờ quạng, cho nên đau khổ lắm, chua chát lắm chứ không vừa đâu. Cho nên tôi nói gì, học Phật không phải là cái chuyện đùa, không phải là chuyện mà để giải trí, mà chúng ta học Phật để chúng ta tìm ra cái sự chân thật, đâu là giả, đâu là thật, đâu là khổ, đâu là vui một cách rõ ràng. Đó là người trí, phải không? Còn sống trong cuộc đời này giống như cái người ở ngoài đời vậy, tôi sống thả ra xả láng sáng về sớm, không cần biết tương lai gì. Nhưng mà quý vị nên biết rằng sống ở trong cái hiện tại này, ba nghiệp mình luôn luôn tạm nghiệp, đúng chưa? Hoặc là ba nghiệp tạo nghiệp lành, hoặc là ba nghiệp tạo nghiệp dữ. Cho nên khi mà cái thân này nó mất rồi, cái thần thức đó, cái nghiệp thức đó, nó dắt mình đi chọn. Nếu mà nghiệp thức mình nhẹ đó thì chọn cái hướng lên cao hơn, còn nếu nghiệp thức mình nặng đó, thì chìm xuống,
là con trâu, con bò, con dế, con heo, con gà, con vịt, con muỗi, con chuột gì đó, đúng không? Tôi nhắc lại đại chúng trong cái chuyện mà ta yêu ký đó. Một con yêu tinh đó, mà chặn đường đường tăng đó, nó là từ một con yêu tinh tu bao nhiêu ngàn năm mới được làm người, đúng chưa? Và nó muốn được làm người lâu, và nó muốn sống lâu nữa, cho nên nó muốn ăn thịt đường tăng thôi. Nhưng mà khi mà được thu phục rồi nó sợ lắm, sợ hủy cái, những cái thành quả của nó, nó sẽ trở về cái số không. Tôi mới sợ tu mấy ngàn năm mới được làm con người, trong khi đó mình là con người chỉ trong gọi là nặng nề trong vài chục ngàn, phải không? Vài trăm ngàn, vài triệu, hay là cái chuyện rất là giật giảnh, va chạm xe nhau chút xíu đâm chém nhau cho chết. Như vậy từ con người biến thành con thú mau không? Rất là mau. Nhưng mà từ con thú mà biến thành con người rất là lâu, ít cơ hội. Còn làm con người mà biến thành con thú thì nó mau lắm quý vị. Đó là những cái tật xấu, những cái nhân xấu ở trong cái tâm thức của mình, mình đã góp nhặt, mình đã thu vào, mình đã lượm lặt từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Những cái đó mình bị vô minh mình che rồi, và mình bị chấp cái thân này rồi, cho nên ai đụng cái thân này thì mình lấy cái những cái đồ đó, cái đồ xấu đó ra mình xài, phải không? Ta nói xấu chút xíu cái mình buồn, buồn cái kiếm chuyện mai mốt phải kiếm cơ hội để mình nói xấu để người ta trả thù. Như vậy cái đó là từ con người biến thành con thú, đó là nhẹ. Và những cái hại còn sâu hơn nữa, phải không? Như vậy thì rõ ràng là chúng ta sống không có tỉnh giác cái thân này rồi, thì chúng ta sống trong cái nghiệp thức, sống cái thân này để mà tạo nghiệp, để mà lên, để mà xuống, để mà thăng, để mà trầm, cuối cùng luân hồi. Luân hồi là sao? Là lên xuống, xuống là cái lên là xuống, phải không? Là luân hồi là như vậy, mà không có ngày ra, không có chỗ để ra. Chính Đức Phật ưu tư đường này, cho nên Đức Phật bỏ tất cả những gì hạnh phúc nhất của thế gian này để đi tìm con đường ra. Điều này đúng không? Có ai mà như Đức Phật không? Quyền thế giàu có, vợ đẹp, con thơ, sự nghiệp, dân dân đủ thứ cái tiền rồi. Nhưng mà Ngài bỏ hết, Ngài bỏ sạch sức thành tâm, cho đến gọi là ăn một ngày có 6 hạt nè, 7 hạt nè, ở trong một cái hang khổ hạnh. Quý vị nào mà qua Ấn Độ đi cho thấy, giờ trong cái hang khổ hạnh thì trên tôi thấy tôi ở không nổi, tôi thiếu không khí, ẩm thấp và nó nhỏ, mình vô đó mình phải không hơn chứ mình không đứng được. Vậy mà Ngài ở trong đó 6 năm trời, bước ra không nổi, bước ra đến sông Liên thì té xỉu suýt chết. Nếu không có cái bà chân cù Xua Già Ta là chắc có lẽ là ngày đi luôn rồi, không có Phật pháp rồi. Nhưng mà sau khi uống được bình sữa rồi, tỉnh táo rồi, Ngài tinh thần lại, Ngài xem kỹ lại, thôi cái gì, cuối cùng nhận ra được, có con đường rồi. Cái thân này không phải là mình. Quý vị nhớ trong kinh Nguyên Thủy hay là nhiều kinh đó, nói một cái lúc giây phút mà Ngài ngộ đạo, Ngài nói sao biết không? Này hỡi cái người cất nhà kia ơi, đúng rồi, đúng, chính xác luôn, phải không? Cất cái ngũ quẩn này nhiều đời ta tìm không được, bữa nay ta biết rồi, biết ngươi rồi, biết rõ mặt ngươi rồi, từ nay về sau ngươi không thể nào cất nhà khác được.
có nghĩa là dứt được cái sanh thân, dứt được cái tạo ra thân, vì nó không phải là mình. Còn xưa giờ mình cứ chấp là mình hết, cho nên mình hết cái mình này cái mình phải đọc cái mình khác, phải không? Hết cái thân này rồi mình bám víu kiếm cái thân khác, đó là thân vợ, thân hay cái gì cũng là thân. Cho nên con chó, con mèo, dầu nó có ghẻ giống gì nó cũng là thân nó à. Con gà, con vịt, nó có què, có sức gì cũng là thân nó, phải không? Rõ ràng là trong cái vòng luân hồi đáng sợ lắm. Và mình tại vì vô minh quá, chai liền quá đồ, cho nên không sợ luân hồi. Thật sự các ngài La Hán khi mà các ngài có được cái lậu tận thông, nhìn lấy cái thiên nhãn không hay là thần túc thông, mình nhìn lại những cái quá khứ mà mình đã luân hồi thất kiếp, chỉ có kiếp mình làm con chó không có chân, con người không có tay chân, có không? Con người có những người không tay chân không? Có. Trong cuộc đời này có những cái mà mình không thể tưởng tượng được, nhưng mà nó vẫn có. Thành ra đó, rõ ràng là do nghiệp nó tạo, do vô minh, cho nên chấp làm thân để lấy cái thân để tạo nghiệp, cho nên sanh thân nữa. Cho nên Đức Phật ngộ đạo là ngộ cái gì? Ngộ ra thân này phải mình. Cho nên đó, khi mà ngài ngộ rồi thì vẫn sống bình thường với người ta, già thì cũng già, bệnh thì cũng bệnh, chết cũng chết, nhưng mà không phải như người ta. Mình già thì mình sợ, thấy không? Sáng là chảy cái đầu mà thấy một hai con tóc rồi kêu con nó nhổ rồi sợ già à, lên mình thấy cái mặt nhăn nhăn rồi đi thăm cái gì mũi à, rồi thôi hàng ngày thì tép môi gì đó cho nó cái giả thì nó tốt tốt chút, chứ thật chất nó không phải vậy, phải không? Nếu mà thực chất nó chính mình còn sợ mình nữa. Giống như thôi hôm trước tôi nhớ một lần sư ông giảng cái bài cái gì không nhớ, trong đó hồn tháng này là tức không à, trên đầu thì có cái trâu đúng không, lỗ tai thì có cái trái, lỗ mũi thì có cái mũi đúng chưa, rõ ràng là còn thân này là tức không à, mà mình đâu có thấy được đâu. Hàng ngày phải sông ớt rồi dầu thơm xà bông thơm rồi đó, xài cái gì mà tốt chức cho nó, nói vậy cái gì nghe chối tai mà tôi thử hỏi quý vị sông sâu thẳm quý vị phải chấp nhận cái đó phải không? Mình đang mang một cái bất tiện kinh khủng đó. Giống như tôi nói thường á, thì sống như vậy thì coi như mình biết trao chuốt, mình biết rửa ráy rồi nó sạch sẽ, nhưng mà đùng một cái mà tôi bị đột quỵ hay là tôi bị đứng tim bị đột quỵ trên bàn này, ta nói tôi chết rồi, quý vị thấy sợ không? Bắt đầu tôi trở thành thây ma liền, đúng không? Tôi trở thành xác chết liền, ta kêu là xác chứ không gọi là thân nữa, đúng không? Kêu là xác, mà xác là ghê hay là không ghê? Cho nên đây là một cái điều sự thật trong cuộc đời. Mình nói để mình rõ ra, chứ không phải mình nói mình chán đó. Không phải mình nói mình bỏ đó. Mình biết mình sống như thế nào với nó. Như vậy mới gọi là người trí. Bởi vì học đạo tôi nói bây giờ, bởi vì thử ngày xưa giờ từ ngày mình định đạo Phật bây giờ, giáo lý đại thừa tiểu thừa liền học hết. Có kinh nào mà nói cái thân này là quý không? Có không? Có kinh nào nói thân này quý không? Không. Nói rõ, nó là giả, nó là vô thường, nó là tạm bỡ, nó là bất tỉnh, nó vẫn là bất thân. Cho nên bộ kinh Duy Ma Cập này là bộ kinh đại thừa. Cái nhìn của các Bồ Tát đã thấy được như vậy. Còn mình thì học thôi, hiểu thì hiểu thôi. Nhưng mà cái bệnh cố hữu, cái bệnh mà gọi là si mê sâu dày
dư đời chúng ta thì cấp cho là thật. Cái từ đó hay, năm tạng năm hài cấp cho là thật, quên mất, quên mất pháp thân. Chúng ta không có thấy được cái pháp thân, chúng ta bỏ cái pháp thân và chúng ta sống như cái thay chết, cái xác chết, nương vào thay chết, xác chết này để chúng ta tạo nghiệp, thấy không? À, khi vui thì tạo nghiệp thiện, à, lên thiên đường, rồi cái lên thiên đường sung sướng quá cái là biến tu, à, lười nhác, sanh ra những cái nghiệp xấu, chạy xuống địa ngục, chạy xuống địa ngục cái là đau khổ quá thôi, mình phải ráng tu mới được, à, cái là cái lên thiên đường, à, lên thiên đường sung sướng cái quên tu cái tụt xuống địa ngục, cứ lên xuống thăng trầm. Vì vậy ta nói hai chữ luân hồi này nó quá đặc biệt. Trong cái dòng luân hồi nó có một cái dòng nữa là 12 mắt xích của mình, nhớ không? Nó cứ không có chỗ nào để cho chúng ta một lớn khó đó. Ví dụ mình duyên hành, duyên thức, thiên nhiên, duyên sắc, duyên trần, duyên nhập, duyên xuất, xuất, duyên thọ, thọ, duyên ái, ái, duyên sắc, duyên duyên. Phải không? Không có chỗ để cho mình ra. Nhưng ngay bây giờ tôi nói chỉ cái bé là thích thú nhất đó, là mình chỉ học thiền để mới hiểu được điều này. Ngay bây giờ tất cả nếu theo kinh Phật mình nhìn lại thân giả, tâm giả, cảnh giả, mình còn cái gì không? Còn không? Mình phải còn, mình phải có cái hay của thiền, cái thích thú của thiền lại chỗ đó. Hồi xưa học Phật mình cứ nghĩ rằng là Phật cái gì cũng không hết, cái gì cũng bỏ hết. Phải, đạo Phật làm cho cuộc đời ngày đẹp hơn, hạnh phúc hơn, vui tươi hơn, trong sáng hơn, chứ không phải cuộc đời này Phật làm cho người ta lụng bại. Nếu giáo lý nhà Phật mà làm cho nhân loại lụng bại này, cái giáo lý đó bị nhân loại đào thải lâu rồi, phải không? Mà giờ quý vị nhớ rằng cái đại học mà nổi tiếng nhất ở bên Mỹ này, bây giờ tự nhiên họ thành lập một cái viện, à, viện viện trần nhân tâm. Mỗi năm hay là vài năm gì họ một trao giải, lấy cái điều nó trao giải cho một cái doanh nhân nào đó. Vì vậy là họ thấy được cái tầm cỡ nói riêng đạo Phật của Việt Nam, nói riêng đạo Phật của đạo Trần, họ đời Trần, và nói chung là đạo Phật. Cho nên mình phải tự hào, mình phải tự hãnh diện, mình phải rất là quý những cái gì mình đang có. Đó là mình bây giờ đang có Phật Pháp, chứ không phải là những cái có tầm thường này, à, có tài sản, có sắc đẹp, có đầy đủ vân vân. Cái đó mày mốt có nên trở thành không hết. Cái gì tin điều này không? Mình đi ra cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, và mình trả cuộc đời này lợi với bằng hai bàn trắng tay. Điều này đúng không? Đó là sự thật vậy. Nhưng người ta giống như là quả lắm bào chữa biển hộ để sống thỏa thích theo cái nghiệp sự của mình, mà đạo Phật gọi là vô minh. Còn nếu chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời này, Phật dạy cho chúng ta, chỉ cho chúng ta, giống như Pháp Hoa gọi là khai thị đó, để chúng ta thấy rõ cuộc đời này đúng như thật của nó, để chúng ta đừng làm nữa. Mà không đừng làm thì cái người không làm thì sống rất là thú vị. Còn mình làm đó, nhiều cái nó giống như người mình bị gạt đó, phải không? Bị gạt thì mình thua thiệt, mình thiệt thòi,
đủ thứ những cái khổ. Còn nếu không bị ngã thì chúng ta sống rất là sung sướng và được hiện tại và phúc gì chúng ta không bị ngã. Như vậy chúng ta người trí mình tu học là mình đang học với cái trí tuệ. Và trí tuệ ở đây là không phải trí tuệ của Phật không, mà trí tuệ ngay chính mình. Cho nên Đông Vinh có một cái câu nói là các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, phải không? Điều này ai nói? Phật nói. Thắp lên với chánh pháp có nghĩa là nương trí tuệ của Phật để mình thấy rõ. Cho nên hiểu được đạo Phật là chỉ thấy được cái trí tuệ của Phật thôi. Mà thấy được thì nói hiểu vô thường, tức là mình hiểu được giáo lý Phật, tức là hiểu được cái trí tuệ Phật. Nhưng thấy được vô thường, đó là trí tuệ của mình. Mình biết được thân này là vô thường, đó là trí tuệ của Phật. Nhưng mình thấy được thân này vô thường thì đó là trí tuệ của mình. Quý vị hiểu điều này không? Cho nên học Phật chúng ta cần một bước nữa, thêm một bước nữa, đó là phải thấy, chứ không thể nào hiểu. Đừng hài lòng với cái hiểu. Dầu cho quý vị có là tiến sĩ Phật học đi chăng nữa, mà quý vị không thấy thì cũng là sống với trí tuệ của Phật thôi, phải không? Chứ không phải trí tuệ của mình. Mà Phật thì muốn cho mình sống với trí tuệ của mình, chứ không phải là sống với trí tuệ của Phật. Phật không cho mình nương tựa, không cho mình bám víu, không cho mình nghĩ lại một cái gì cả. Mà mình phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mỗi người phải tự giải thoát do chính cái trí tuệ của mình, chứ không phải trí tuệ của ai nữa. Nương ngồi nơi cái trí tuệ của Phật. À, giống như tôi nói là mình nghe à, Đức Phật nói, Chư Bồ Tát nói thân này là vô thường, và các ngài phân tích mình vô thường là vậy, à mình hiểu, thì mới có giai đoạn một, phải không? Mới bước một, phải bước vào bước hai, thiền quán, trải nghiệm, quán sát sâu sắc về cái vô thường đó. Như vậy mà thấy cái vô thường do trí tuệ của mình. Hiểu được nào không? Cái tu lâu nay mình cứ bị giống như là theo một cái truyền thống, theo một cái nền nếp, theo một cái khuôn khổ, phải lệ thuộc vào văn tự ngôn ngữ. Cho nên á, ông tổ mình á, qua bên Trung Hoa á, không có, không nói pháp thiên, không nói một chữ nào, không có lập một cái pháp nào nữa cả, phải không? Quý vị nghe rõ kỹ là tôi nói là người đệ tử của Thiền Tông phải nhớ bốn câu của ông tổ mình này. Giáo hoại điềm điềm, đúng chưa? Không truyền một cái giáo lý nào cả, thừa rồi, thêm nhiều quá rồi, bất lập dân tự thì là không dính với sự nghĩa nữa. Như vậy giờ mình học sao? Mình có dính chữ nghĩa không? Nhưng mà cái chính á, cái cốt á, là trực chỉ cái tâm, chuyển thẳng tâm người để chi biết được mình có cái sự chân thật. Cho nên hiểu Phật là mình mới có một phần thôi, phải thấy được cái gì Phật dạy. Cho nên quý vị nhớ không, à, xưa giờ mình học Bát Nhã, à, nào là ngài quán tự tại Bồ Tát thành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, à, thấy được năm quận đều không đều qua hết thầy quá thì giảng ra mình hiểu, hiểu trơn hết trơn à. À, người nào mà thấy được năm quẩn là không thì vượt qua hết thải của anh. Mà tôi hỏi, tôi bắt biết chắc rằng ai cũng hiểu được cái câu này đó. Nhưng mà quý vị có vượt qua hết tất cả khổ nạn chưa? Tại sao? Anh thấy vừa tới à, mới hiểu là phải không? Tôi chưa thấy. Chừng nào quý vị thấy thì chưa vượt qua. Rồi, tiếp tục chút xíu nữa. Bởi vì nói nè, nhớ quan niệm của Đạo Phật không phải nói cho chúng ta chán đời, mà nói chúng ta tỉnh ra, nghe không?
thân này như bóng nổi không thể còn lâu, thân này như ánh nắng giận giữa đồng, do lòng khát ái sanh. Cái hình ảnh này á, giống như những người đi sa mạc mới biết. Mà tôi nhớ cái hồi nhỏ, hồi xưa ba tôi ở quân trường, tôi nhớ đi theo mẹ đi lên xe đò. Thì đường nhựa ngày xưa nó có hai len nhỏ lắm. Thì đi trên xe tôi ngồi cũng gần phía trước, nhìn thấy xa cái thấy dũng nước trương nắng á, mình thấy dũng nước, mình ngổ cái là xe tới cái đó, nó không thấy nữa. Khi mà mình thấy thì rõ ràng mình thấy, mà không ai thấy. Như vậy khi thấy nó là có hay là không? Đúng, thấy thì có, nhưng mà đến thì sao? Đến thì không, tại nó tia giấy. Vậy tôi hỏi quý vị, cái gì cái thân mình có hay là không? Thấy chưa? Nhưng mà nếu mình đến tận cùng của nó đó, thì mình sẽ thấy nó không cho mà coi. Đúng không? Mình ở xa mình bị trói ngắn quá, giống như mình bị vô minh dày quá, phải không? Chưa thấy làm sao mà giúp được cái chói nắng đó, thì mình sẽ thấy nó sự thật hơn. Cái gì ra cái đó, mình không có bị quan tưởng. Còn giờ mình đang sống trong quan tưởng nè, mà mình cho mình là thông minh, cho mình là tài trí, cho nên ai nói hơn mình không chịu, ai cãi hơn mình không chịu, ai nói mà gọi là trịnh thượng hơn mình không chấp nhận. Đó, do cái ảo giác, phải không? Ảo giác gọi là mê, chứ không có gì hết. Cho nên cái chỗ mà ánh giận giữa lòng là giống gì? Vì do lòng khát ái mà sao? Do mình ái cái thân nhiều quá. Không phải ái nhiều lắm, ái nhiều đời khi chuẩn ái nhiều đời, phải không? Cho nên ái gì? Thân này như cây chuối không bền chắc, như là đồ quỷ thực. Sao nó cây chuối, cái gì cái cây chuối nó ra sao? Đúng rồi, ráp ha. Thân mình giống vậy, năm đại năm hại đó, nhớ không? Mà mình đã thấy đâu, hiểu thì thấy được, năm đại năm hại khó thấy lắm. Cho nên mới đòi hỏi làm sao chúng ta phải chiêm nghiệm. Bởi vì nói thiền tuy rằng không phải là ngồi, nhưng mà phải ngồi thiền. Ngồi tâm mình nó mới lắng lại, bao cái những cái gì vọng động, những cái bợm dơ tâm mình nó lắng lại, thì lúc đó tâm nó sáng, sáng mới thấy rõ. Còn bây giờ mình học thiền, chữ nghĩa tôi nói cái gì nè, mở mắt ra là mình đã nhận một cái thức rồi, thức tâm. Nghe một cái tiếng là mình đã nhận một cái thức rồi, phải không? Nó như là sáu căn mình hàng ngày sống dưới căn trần thức là thường xuyên, không bao giờ rời được. Mà không rời được thì trí mình, tôi nhớ trong cái bài sách nói có cái câu hay đó, bài sách nói ba nghiệp đó: nghiệp thức vốn không, mà phải không mới được nghe. Nghiệp thức vốn không thì trí mới sáng lên, phải không? Mình thấy được nghiệp thức thì mình trí mình mới sáng. Còn nghiệp thức là mình đó thì hoàn toàn sống trong si mê. Thân này như cảnh chim bao, do hư vọng mà thấy có. Đó, cái điều này là cái điều mà tôi nói mình khó thấy. Thân này như là cảnh chim bao vậy đó, mà sư ông nói là mộng đó. Cái điều mà sư ông thấy là mộng khác với cái điều mình hiểu là thân là mộng, phải không? Tại vì mình chưa thấy, mới hiểu rồi. Cho nên á, nhớ nha, tôi nói một điều để đứng chắc cái điều này, cái gì được cái hiểu lầm. Nói mộng ở đây là do trí mình thấy y như mộng, như mộng chứ không phải là mộng, y như mộng.
mà phải trí mới thấy được. Còn thật thì mình thấy thiệt con hà. Sao phải y sư thiệt con hà. Thân này như bóng của hình, do nghiệp mà duyên nó hiện. À, cho mình sâu hơn chút. Tôi thường đi giảng, tôi nói một điều này: thân là cái miệng thô, tâm là cái miệng tế. Thành ra nói dùng cái miệng, nó là cái thành quả của nghiệp thức, đó là thành quả của một cái tâm thức. Tâm thức trước tôi tạo nghiệp lành, như đời đời này tôi làm thanh nam, tôi được làm tăng, không phải không? Con mỗi con người ấy, tâm thức nó xấu xa, cho nên nó phải mang cái thân người. Cho nên cái thân là cái thành quả của tâm thức. Cho nên ở đây nói là thân này là bóng của hình là gì? Hình là tâm thức, bóng là thân này. Gì hiểu được này không? Cho nên cái thân của mình đó là cái bóng của tâm thức, chứ không phải là thật. Có là mình nhận không ra, khó nhận ra chỗ này không? Cho nên quý vị phải chiêm nghiệm điều này thử coi nghe. Tôi nói lại, mình từ đâu sinh ra? Ngoài cái lý mà cha mẹ, nhưng mà cha mẹ không thì không thể nào sinh ra mình được, phải không? Sinh thân này cũng phải có ba, đủ ba yếu tố, đúng không? Tinh cha, quyết mẹ và nghiệp thức. Thì cái nghiệp thức đó chẳng lẽ là mình? Nghiệp thức đó đâu phải là mình đâu, do những cái ba nghiệp mà nó tạo nên cái hành nghiệp, phải không? Nó tạo nên một cái nghiệp rồi, cho nên cái mà nó dắt mình đi gọi là hành nghiệp, dắt mình đi đụng đâu mình chui vô đó là thân kiến thân. Thật ra cái thân này thật sự nó vô chủ, nó không phải là thật ngã hay là không ngã gì, do nghiệp thức dắt đi thôi. Cho nên nó là bóng của tâm thức, thấy không? Tâm thức là hình mà nó là bóng rồi. Cho nên nó giả tạm chứ. Thân này như gian của tiếng, do nhân duyên mà thành, rất rõ. À, vang của tiếng vang nó là bóng của cái tiếng. Thân này nó là bóng của cái tiếng, cho nên nó mất liền. À, nghe cái a nó mất thì nó đã mất rồi, phải không? Như vậy mà mình không thấy được thấu đáo gì đó. Cho nên tôi thích cái bài mà trong Thức Hành Ý Chương mà Phật hỏi thì theo mạng người sống được bao lâu đó? Ông thì nói vài tháng, ông nói vài năm, ông gì đó trong bữa cơm. Thậm chí đến tháng cái mạng sống mình trong bữa cơm mà Phật nói trừ phi đạo, đúng không? Mà chỉ là thấy là rõ ràng, sâu sắc, thiết thực là thân mình đang sống trong hơi thở. Mà làm sao mình thấy được chỗ đó? Chỉ có cái được thường xuyên mình quan sát nó để mình mới thấy được. Và điều này nó rất là rõ ràng. Quý vị vô mấy cái phòng cấp cứu ấy, phải không? Giờ vô bây giờ điện tử hiện đại nó có mấy cái truyền hình đó, mà nó về rồi đó, đâu rồi đó, rung rồi đó, nó đứng lại tiếp tục. Cái mạng mình đó, nó được biến thị bằng những cái bệnh rất là mỏng manh kia, đúng không? Rất là mỏng manh, nó không biết nó đứng ở lúc nào, nó chậm lúc nào, nó ngắn lúc nào, không biết được. Cho nên đó, tôi nói là học Phật pháp và biết quan sát nó thú vị lắm, nó vui lắm, chứ không phải là học được cứu rũ. Ta nói là đạo Phật ngày xưa đó, ta hiểu đạo Phật là chán đời yếm thế. Người nào vô chùa cỡ như tôi thời đó, ta nói ủa sao mày thất tình, tu chỉ uổng vậy, tu chỉ uổng đó chứ. Không hiểu đạo Phật, cho nên thấy đạo Phật là
phải mà bỏ cuộc đời, tức là mình chán đời, à, mình bi quan với cuộc đời. Vì thương đời mình đi tu. Cho nên mình xác định được rằng đi tu là một lý tưởng rất là đẹp và cao thượng. Có một cái trọng trách riêng cá nhân mình và với mọi người. Và nay mình khai thác được với cái thế giới, họ cũng hiểu được rằng đạo Phật là một cái đạo phải nói là tuyệt vời, đem lại hạnh phúc, đem lại hòa bình, đem lại những điều bình an nhất trong cuộc đời này cho nhân loại. Nhớ quý vị một điều nha, học đạo quý vị để ý một điều mình. Không có kinh nào mà hâm dọa, không có kinh nào mà làm cho chúng sinh kinh sợ. Chỉ tất cả những lời Phật nói trong kinh đó, hoàn toàn giúp cho con người mình đủ sáng suốt, đủ nghị lực, đủ những vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc đời này để mà sống. Cho nên hồi xưa không hiểu đạo Phật đó, thì khi mình hạnh phúc mình vui lắm, nhưng mà khi thất bại thì sao? Buồn chán, gọi là chán đời. Nhưng mà nếu học được đạo Phật rồi thì cuộc đời này mình lại dấn thân nhiều hơn, phải không? Mình hy sinh nhiều hơn, mình buông xả nhiều hơn, mình ít có tư hữu nhiều hơn, vân vân. Thì rõ ràng là cuộc đời rất là vui. Giống như cái người tu sĩ đi, nếu mà biết được đạo Phật rồi mình sống rất thú, rất thú vị, phải không? Mình không còn ưu phiền, không còn bận bị những cái chuyện phiền não lặt vặt nữa. Bởi vì những cái phiền não lặt vặt nó quá mất thời giờ. Thời giờ để tâm mình định tĩnh lại, sáng suốt, để mình có cần làm cái gì để cho mình, cho người. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên nó sẽ ông khai thác phiền lợi trần là lý do nó đó. Nó không có như là cái tư tưởng mà là yếm thế chán đời như là Phật giáo Ấn Độ. Không phải đi tu là bỏ hết, không có. Làm sao sống trong trần mà đừng nhìn trong trần. Đó là cái đặc biệt của Phật giáo Đại thừa. Đó là cái bậc, phải nói là cái đặc biệt nhất, đặc thù nhất của Đức Phật ra đời để dạy cho chúng ta sống lợi, làm lợi ích cho mọi người. Chứ mà sống mà bi quan làm sao lợi ích cho mọi người. Cho nên tu càng ngày tu mình càng vui, càng tu mình càng đủ niềm tin, càng tu mình thấy quý Đức Phật vô cùng. Cho nên gọi cái câu là quý vị thử nghe lại kinh Pháp Cú có bốn câu này: hạnh phúc thay chư Phật ra đời. Cái điều này mình tin không? Tin sao? Sao mà Đức Phật ra đời mình thấy hạnh phúc? Giờ mình đem cái lời này mình đem ra ngoài đường mình nói, người ta tin không? Tin không? Tin. Thấy chưa? Chứ không phải là giỡn đâu, dễ đâu, không phải là đùa đâu. Mình thấy được cái giáo lý của Phật, mình thấy được cái trí tuệ của Phật tuyệt vời rồi, mình thấy nè. Đức Phật ra đời mà giống như tôi nói bây giờ, quý đệ mình bây giờ hạnh phúc lắm, sống trong thời của sư ông còn, sống trong thời của sư ông giảng dạy, à, hoặc là trực tiếp hoặc là gián tiếp, hạnh phúc lắm. Mình có thể tôi nói là đốt giai đoạn, mình tu 10 kiếp, 20 kiếp, 50 kiếp mà không hiểu đạo, không bằng tu 1 năm mà mình hiểu được đạo. Giống như Kinh Pháp Cú có câu, sống 100 năm mà không thấy được Phật Pháp, không bằng sống một ngày mà thấy được Phật Pháp. Điều này Kinh Pháp Cú có nói không? Thì rõ ràng, người nào mà thấy được cái giá trị chân lý của đạo Phật, thấy được giá trị của trí tuệ đạo Phật thì thấy được Đức Phật là quý. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. Đó nói về pháp của Phật. Không có lời nào chân thật, gọi là bất hư, như lời Đức Phật. Mình không phải là bèo các bạn về đuôi, mà bây giờ thế giới là không nhận được.
Cho nên chấp nhận những ngày lễ lớn như là ngày đại lễ Phật Đản là cái ngày lễ của thế giới, chứ không phải là lễ riêng của Phật giáo nữa rồi. Phải không? Như vậy là họ thấy cái gì ở góc độ giáo lý nhà Phật. Thì tại sao mình con cháu mình quý quý? Đó là cái hời hợt, cái học đạo mà hưởng ơ, cái học đạo mà mù mờ, như mình không thấy được cái quý của nhà Phật. Rồi, tiếp chút xíu nữa. Thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, tên nào? Tên. Nhưng mà tên của mình giống như tôi nói vậy. Mình thấy mà nếu thấy được thật thân này như mây nổi tiêu tan đó, giống như quý vị thấy chiều nhất là tôi bên tôi, tại tôi ở trên cao, cho nên những buổi chiều gần hoàng hôn à, có được cái cục mây nó lên đẹp lắm, hình con này hình con kia, hình thứ này thứ kia, nhưng mà bao lâu nó biến dạng từ dạng này qua dạng kia, dạng kia qua dạng nọ, mà khi hình dạng tượng đó. Cho nên không lâu là vậy. Bây giờ nhìn lại thân mình đó, nó thì có chút là thân mình đến mấy chục năm rồi, còn mấy chục năm mà tự hào hả? Mấy chục năm là mình thấy sung sướng hết trơn, mình không bằng cái cây trong rừng, đúng không? Không bằng cục đá trong thung lũng, phải không? Một cái cây trong rừng có thể là mấy ngàn năm, còn cục đá trong núi có thể cả triệu năm, đúng chưa? Còn mình có trăm năm rồi, trăm năm người nào là suôn sẻ là trăm năm với thiệt ra đó, trăm năm là hiếm đó. Bây giờ quý vị xác định lại thân quý vị sống được trăm năm không? Tại sao lắc đầu? Không bảo đảm hả? Tại sao của mình mà mình không biết, mình không bảo đảm vậy? Của mình biết chứ. Giống như giờ tôi có tiền tôi mua một xe xịn à, tôi biết cái xe này bao nhiêu năm. Tôi không có tiền tôi mua cái xe tải, tôi biết cái xe này bao nhiêu năm, tôi biết chứ. Bây giờ chúng quý vị chiêm nghiệm thử tại, có tiền thì mua xe xịn biết, tôi mua thí dụ tôi mua một chiếc xe Nhật hoàn toàn thì tôi biết cái giá trị của cái xe này bao nhiêu năm tôi đi, năm mười năm chưa có xi nhê gì, đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi mua cái xe dở tích tiền thì đi chừng hai năm ha, giờ mua xe mới đi chừng hai năm rồi rụt đẹp liền. Còn bây giờ thân này là của mình đó, hỏi quý vị sống bao lâu quý vị đó không biết, không biết. Vì vậy rõ ràng là tu Phật mình không hiểu, mình không biết sống bao lâu. Bây giờ tôi chỉ cho quý vị nghe, sống trong hơi thở, đơn giản vậy mình đâu có thấy đâu, cứ hình dung mình không biết trăm năm hay là mình cứ là mình nghĩ là thật quá, cho nên mình thấy cái thân này là phải sống thật thì thân này như bóng nổi của mây. À, chứ nó tạm có là nó tạm không thôi hả? Phải không? Chứ nó đừng có nó nói là mấy năm hết á, kệ nó, phải không? Cái quan trọng nhất là mình biết là nó sống trong hơi thở, thì bây giờ nó còn sống mình cần làm gì, phải không? Bây giờ nó không biết lúc nào nó chết thì kệ đó, quan trọng nhất là mình đang cần làm cái gì quan trọng. Còn giờ tôi biết tôi ung thư thời kỳ cuối, tôi sống còn có 3 tháng nữa. Rồi không biết sao nữa. Tiền tôi về nhà biết được trả cho ai, rồi biết giờ trả cho ai. Như vậy quý vị thấy phí cái thời gian chứ, rất là phí. Mình không thấy được bản chất của nó, cho nên là
Còn xưa giờ mình nhận nó là mình là Phật rồi, cho nên mình đâu có pháp thân đâu mà sống, phải không? Nếu mà mình có được cái thật á thì mình không còn quan tâm. Cho nên các thiền sư chờ chết là đi cho đó, các ngài có cái thật, các ngài không sống với cái giả, cho nên các ngài không có nói là mấy năm hay là 10 năm hay 10 năm cũng được, sống 100 năm cũng được, chết liền cũng được, không quan trọng. Còn mình thì phải quan trọng lắm, tại vì mình còn nhiều quá, mình còn nhiều dây mơ rễ má, còn tiền tài, còn sự nghiệp, còn đủ thứ cái cuộc đời này hết. Nhưng mà xin thưa, trong cuộc đời này nó nằm trong một cái rào, cái khung, cái quy luật của nhân quả và nghiệp thức, nó không theo cái tính mình đâu. Thì, chết rồi nhớ đừng có thiêu luôn nghe nóng đó. Nhưng mà giờ không có đất chôn, không có chỗ chôn, giờ đi thiêu cái tôi xanh, phải không? Tôi xanh rồi. Bây giờ mình cứ tính theo cái ý của mình, mà nghịch ý mình thì mình nổi thân, nổi tham, nổi đủ thứ nổi lên. Như vậy rõ ràng là tạo nghiệp, tạo cái tâm thức mới nữa, đúng không? Tạo cái tâm thức nữa. Cho nên nó thấy được rõ.